Xin chào, mình là Văn Hưng. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của công ty luật CAS. Trong thời gian qua, số lượng bệnh nhân mắc COVID-19 ngày càng nhiều. Nhiều trường hợp bệnh phục xuất viện, nhưng cũng không ít trường hợp không may mắn qua khỏi và đã tử vong. Hiện nay, rất nhiều bạn có thắc mắc rằng, nếu tử vong vì COVID-19 thì có được nhà nước hỗ trợ chi phí gì không? Như là chi phí hỏa táng, mai táng, lo hậu sự. Các bạn hãy cùng xem hết video ngày hôm nay để biết câu trả lời. Từ ngày 29 tháng 1 năm 2020, theo quyết định của Bộ Y tế, bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra được bổ sung vào danh mục các bệnh truyền nhiễm nhóm A theo luật phòng chống bệnh truyền nhiễm năm 2007. Theo quy định của luật phòng chống bệnh truyền nhiễm hiện hành, người mắc bệnh dịch thuộc nhóm A phải được cách ly y tế. Hình thức cách ly bao gồm cách ly tại nhà, cách ly tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh hoặc tại các cơ sở địa điểm khác. Điểm B khoảng 2, điều 13 Nghị định 101/2010 Nghị định Chính phủ có quy định. Trong thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế, nếu người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế mà bị tử vong, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc cơ quan thực hiện việc cách ly y tế phải tiến hành việc kiểm thảo tử vong theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh và thực hiện vệ sinh trong việc quàng, ướp, chôn cất, di chuyển thi hài, hài cốt theo quy định của pháp luật về phòng chống bệnh truyền nhiễm. Như vậy, trường hợp người bị cách ly y tế tử vong thì việc kiểm thảo tử vong và vệ sinh khi quàng ướp sẽ do cơ sở khám chữa bệnh hoặc cơ sở cách ly y tế thực hiện. Về chi phí, theo quy định tại khoản 5 điều 2 thông tư 32/2012 thông tư của Bộ Tài chính ban hành ngày 29 tháng 2 năm 2012 có nêu rõ, trường hợp người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế tử vong thì được miễn phí chi phí cho việc bảo quản, quàng ướp, mai táng, di chuyển thi hài, hài cốt theo quy định của pháp luật phòng chống bệnh truyền nhiễm. Về trách nhiệm chi trả, theo thông tư này cũng quy định cơ sở cách ly y tế có trách nhiệm bảo đảm kinh phí để thực hiện đầy đủ chế độ cho người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế trong trường hợp tử vong. Như vậy, trong trường hợp tử vong do COVID-19 mà trước đó bệnh nhân đã được cách ly y tế tại bệnh viện, thì bệnh viện có trách nhiệm chi trả các chi phí vừa nêu khi bệnh nhân đó tử vong do COVID-19. Mức chi theo thực tế phát sinh trên cơ sở hóa đơn, chứng từ hợp lệ, đảm bảo theo đúng các quy định về chuyên môn y tế của việc bảo quản, quàng ướp, mai táng, di chuyển thi thể, hài cốt do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành. Riêng đối với thành phố Hồ Chí Minh, mới đây, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh cho biết thành phố sẽ lo toàn bộ chi phí hậu sự cho người mắc vì COVID-19 với mức hỗ trợ là 17 triệu đồng mỗi trường hợp. Số tiền này trích từ ngân sách thành phố sẽ bao gồm tất cả các chi phí hậu sự từ chi phí tẩm liệm, vận chuyển, hỏa thiêu cho đến việc giao tro cốt cho người thân của người mắc vì COVID-19. Tử vong vì COVID-19 là mất mát không gì có thể bù đắp được. Bên cạnh đó, trong bối cảnh giãn cách xã hội, kinh tế của người dân ngày càng khó khăn, việc đi lại, di chuyển bị hạn chế, do đó việc lo hậu sự, mai táng càng thêm gánh nặng cho người ở lại. Chính sách hỗ trợ chi phí mai táng phần nào giúp đỡ gia đình thân nhân người tử vong do COVID-19 vượt qua khó khăn, được người dân rất đồng tình và ủng hộ, thể hiện sự nhân văn của đảng và nhà nước. Chính sách nói trong video này là áp dụng cho những người thuộc đối tượng bình thường, không tham gia bảo hiểm xã hội, không thuộc các đối tượng đặc biệt như là người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, quân đội, công an. Vì những trường hợp này sẽ có chế độ mai táng phí và tiền trợ cấp cho thân nhân khi người đó mắc khác nhau. Nếu các bạn quan tâm, công ty luật sẽ có video chia sẻ về các trường hợp này trong lần sau. Nếu thấy video hữu ích, các bạn hãy like, share và đăng ký kênh của công ty luật để theo dõi những thông tin pháp lý hữu ích khác. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nếu bạn là Việt Kiều đang sinh sống ở nước ngoài, bạn có thể đăng ký song tịch để có thêm quốc tịch Việt Nam, thuận lợi cho việc đầu tư, sở hữu bất động sản, kinh doanh, làm việc tại Việt Nam. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn nếu bạn quan tâm.